Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn về một hệ thống ga an toàn chuyên nghiệp. Hiện nay đa số các nhà hàng đều sử dụng ga làm nhiên liệu để chế biến thức ăn. Tuy nhiên để sử dụng ga an toàn và tiết kiệm thì bên cạnh các thiết bị bếp chất lượng cao cần có một hệ thống ga an toàn chuyên nghiệp. Một hệ thống ga an toàn chuyên nghiệp thường phải có các hạng mục tiêu chuẩn như sau. Nhất là tủ điều khiển xử lý các sự cố về ga, truyền tín hiệu qua còi hú báo động và lưu vào bộ nhớ. Tủ điện điều khiển xử lý các sự cố về ga, truyền tín hiệu qua còi hú báo động và lưu vào bộ nhớ. Còi hú báo động khi có sự cố về ga. Đầu dò ga bố trí những nơi tiềm ẩn các nguy cơ dò rỉ ga. Đầu dò này sẽ đưa tín hiệu về tủ điện điều khiển để báo động sự cố. Đường ống dẫn ga từ bình ga vào bếp được thiết kế và làm bằng chất liệu tốt, thường là ống thép đúc hoặc là ống đồng loại 1. Các van điều áp cấp 1, van điều áp cấp 2 đảm bảo an toàn. Bộ ngắt ga tự động để ngắt ga trong trường hợp có sự cố về ga. Thiết kế đẹp, phù hợp với thiết kế tổng thể của khu bếp. Một hệ thống ga an toàn vừa giúp các nhà hàng cũng như toàn bộ nhân viên trong nhà hàng yên tâm trong quá trình sử dụng, và các trang thiết bị đun nấu trong nhà bếp vừa giúp tiết kiệm ga, đảm bảo tính thẩm mỹ phù hợp với không gian và thiết kế của khu bếp, tiết kiệm diện tích cho nhà bếp. Vừa rồi tôi đã giới thiệu đến quý vị và các bạn hệ thống ga an toàn và chuyên nghiệp sử dụng trong nhà hàng và khách sạn. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.